Ngày thứ 117, nội vi của tâm hồn bạn. Có những nữ tu và đan sĩ sống đời ẩn dật trong khu vực nội vi. Không ai được vào khu nội vi này nếu không có lý do chính đáng, trừ khi họ là thành viên của cộng đoàn đức tin đó. Những người khác chỉ có thể được vào chỉ khi có phép của vị bề trên. Đó có thể là một nữ tu sĩ bị bệnh nặng và cần bí tích sức dầu, hoặc có thể là một người thợ phải vào để sửa chữa cần thiết. Hình ảnh của nội vi cũng tương tự hình ảnh của tâm hồn chúng ta. Chúng ta phải đưa chìa khóa cho Chúa Giê-xu để người gìn giữ. Người sẽ chỉ cho phép những người nào thuộc về mới được vào trong. Bạn thường cho phép điều gì xâm nhập vào tâm hồn của mình? Bạn có để Chúa bảo vệ bạn và cai trị những ý nghĩ bên trong và trái tim của bạn không? Chúng ta rất thường cho phép nhiều thứ trần tục xâm nhập. Chúng ta mở rộng cánh cửa cho sự lôi kéo của tội lỗi và những thứ bẩn thỉu. Hãy trao chìa khóa tâm hồn bạn cho Chúa. Người sẽ bảo vệ bạn và giữ cho bạn an toàn. Người sẽ chào đón tất cả những ai người muốn bạn ở cùng và mở rộng cửa cho những ai đến để chữa lành và phục hồi. Người sẽ siêng năng bảo vệ không gian thiêng liêng của linh hồn này khỏi mọi thứ không thuộc về nhau. Lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa giữ chiếc chìa khóa duy nhất của tâm hồn con. Hôm nay, con xin chọn Chúa như là đấng canh giữ con. Xin cho phép con tự do giao tiếp với những người Chúa đã mời vào cuộc sống của con và đặt để trước con. Xin giúp con yêu mến họ và phục vụ họ với tất cả trái tim con. Khi con dâng cho Chúa chiếc chìa khóa này, con tạ ơn Chúa vì Chúa sẽ bảo vệ con. Xin cho con tín thác vào Chúa và không bao giờ tìm cách chào đón những gì làm buồn lòng Chúa và những gì mà Chúa là Thiên Chúa con thờ, đấng chọn tốt, chọn lành, không hoan nghênh. Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Lòng thương xót Chúa đỡ nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa chở che con qua từng lối con về. Khi đam mê con vụng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa bao la vượt biển xa, Chúa đã yêu con khi con cứ mãi làm ngơ. Tình Chúa yêu con cho dù con đây hững hờ, thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con, thì lòng thương xót Chúa